tránh thân anh không thể nếu em dù một giây. Mình đã hơi yêu thật lâu, dù cái mai không xa rời, lời nói trên môi cũng chỉ toàn là dối lừa. Tình yêu xưa chỉ là quá khứ, phải giữ sâu đáy lòng, thương nhớ một người nơi chốn xa chẳng thương ta. Trời này bỗng mưa đổ xuống làm anh tan nát lòng, vậy cuối sẽ hòa em vẫn đi theo trong. Tình tang diễn tang, chúng em bên người ấy luôn ai ơi. May giới thiệu cho mọi người đây là một cái mẫu cước câu cá. Đây là cước nha anh em nhé, cước này có tên gọi là cước Winbro ly lông. Đấy thì cái cước này mình đánh giá sơ qua thì nó là cước tải cá rất là ổn. Đấy, không mà bị anh em bị sạo bụp nhá. Đấy, cước này cước chất liệu đây, giới thiệu chi tiết qua. Được chưa? Đấy, cho anh em xem rõ này. Cước Winbro chất liệu ly lông này. Thì có các size từ số 1 đến số 10. Thì từ số 1 nhỏ nhất là 0. Số 10 to nhất là 0.52mm nha anh em nhé. Đấy. Màu sắc thì anh em như trên video anh em đang xem đây. Thì dây chất nước. Đấy, nét cho anh em xem. Đấy. Màu sắc là màu sắc xanh lục báo. Rất là đẹp. Đấy nè. Đấy, thì đây em sẽ test thử cho anh em thử này. Giật luôn cho anh em thử cái loại cái quả cước này này. Đấy nha. Anh em cũng học được của các anh em đi câu. Đan đá nút vào. Đấy, đá nút đây. Đấy. Để anh em giật thoải mái để giật đấy. Đấy. Học test thử học của các anh em thôi chứ đấy, cách test của các anh em để thử cước tốt hay cước không tốt ở chỗ đấy. Thì cái cước này thì hàng cao cấp nên là chỉ cần sờ vào và thấy sợi rất là mềm đấy, cảm giác rất là thích đấy, được chưa ạ. Công dụng thì là cái quả cước này, cước này cước anh em yên tâm là cước thì nó chiều dài là đủ 100m nha, đủ 100m cho anh em. Đấy, đủ 100m. Đấy. Thì cước nhỏ nhất là số 1 thì tải được 2 cân. Số 10 tải được 18 cân. Đấy, thế là số cân thực chứ không phải ảo, là tải được 5 70 cân thì em không phải khoái. Đấy. Nhá. Anh em mà mua thì chỉ cần để lại số điện thoại dưới phần bình luận hoặc liên hệ trực tiếp số điện thoại trên video. Video là video số 127 cước Winbro, cước ly lông. Giá cước là 70.000 một cuộn nhá, 70.000 một cuộn. Anh em mua thì trên 2 cuộn sẽ được bao ship, mua 1 cuộn thì 30 lần ship rồi. Đồ câu Minh Phú xin chào toàn thể mọi người.